Chào các bạn rất là nhiều. Ok, 1, 2, 3, 4. Hôm nay chia sẻ bạn đến 10 lời khuyên tuyệt vời dành cho những người khởi nghiệp. Và các bạn có thấy chưa? Các bạn đó... Alo, 1, 2, 3. Các bạn online thì các bạn chào với mình nhé. Các bạn ơi, các bạn đã thấy chưa? Alo, chào mình nha. Cùng nhau chào đi các bạn ơi. Hello. Hôm nay chia sẻ bạn 10 lời khuyên tuyệt vời dành cho những người làm kinh doanh, khởi nghiệp. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment xuống nhé. Sau khi xong cái thời gian live stream rồi, mình sẽ kết bạn với các bạn lần đầu tiên biết nhau. Còn các bạn nào là quen rồi thì các bạn cũng comment xuống, chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Đã mấy hôm nay rồi, hôm nay mới lên live stream đúng không? Tuần này thứ ba, thứ tư, thứ ba chứ, thứ hai, thứ ba không live stream cho các bạn được. Bữa ngày hôm đó mắc bận đứng lớp ở bên trường cao đẳng công nghệ thông tin, đến tới tới 10 giờ tối mới về đến nhà, nên không live stream cho các bạn như hàng tuần được. Vâng, và hôm nay gặp lại các bạn, tối thứ năm gặp lại, tối mai nếu mà về sớm thì cũng có, tuần này bận quá. Vâng, mới cắt tóc hồi chiều bạn Đình Đức ơi. Chào bạn Lê Thảo Nguyên, chào bạn Đỗ Thị Thu Trang. Vâng, các bạn nhanh chóng chia sẻ cái live stream này về nhà đi, lần đầu tiên xem live stream của bác. Ok, bạn Hà Sơn chắc là ở phía Bắc rồi nên mới dùng từ bác. Ok, rất là thích cái cách dùng từ của các bạn. Chào bạn Diễm Châu, chào bạn Hương Lan, em đọc hai cuốn sách của thầy rồi, em vào group, ok. Bạn sẽ nhận được link và bạn sẽ trả lời được những câu hỏi thì các bạn sẽ được vào group. Chào bạn Tuấn Thanh, chào bạn Vương Hồng Vũ Văn, chào bạn Mận, ok. Vừa rồi Mận chưa đi tham gia được hả Mận ơi? Vâng, chào bạn Trung Thủy ở Bình Phước, vâng. Chào bạn Thiên Phú Việt Nam, ok, các bạn lên rất là đông đủ. Tranh thủ lên 100 người đi ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem live stream này. Ông Thị Thúy Sơn, vâng, chào bạn Hữu Cương, chào bạn Văn Vượng, ok, chào bạn Thiên Dương, Trần Thiên Dương, chào bạn Trịnh Kha, ok. Cảm ơn bạn Trịnh Kha nhiều, chào bạn Sơn. Ok, các bạn giới thiệu các bạn đang ở cái tỉnh nào đi, ở khu vực nào đi. Có những bạn ở mãi bên Mỹ đúng không, vừa rồi gửi tin về cho mình các bạn không ạ. Hồi chiều mình cũng nhận tin của một bạn ở bên Nhật Bản. Các bạn gửi tin về cho mình, vâng. Và bây giờ mình gửi các bạn 10 lời khuyên luôn. Thì các bạn rảnh các bạn ghi vào 10 lời khuyên này. Nhớ ghi nhé. Chương trình của chúng ta mất cũng cả gần cả tiếng đồng hồ á, nên các bạn ghi chép rất là cẩn thận và nhớ chia sẻ về nhà mình. Và bây giờ chúng ta đi vào chương trình ngay đây. Thứ nhất là chúng ta đã là dân kinh doanh á, thì chúng ta luôn nói chuyện với mục đích tốt. Cái câu thứ nhất các bạn ghi vô đi, luôn nói chuyện với mục đích tốt. Thúy Sơn đòi hỏi quá nha. Thúy Sơn đòi hỏi gì nha, không biết bạn Thúy Sơn đòi hỏi gì. Ok. Luôn nói chuyện với mục đích tốt. Vâng, các bạn ở Lâm Đồng, các bạn ở quận 12, các bạn ở Tân Bình, tuyệt vời. Thứ nhất là luôn nói chuyện với mục đích tốt. Chúng ta, cái thói quen thông thường của chúng ta, bạn Hà Sơn ở Hà Nội chính xác luôn. Nghe cái cách của bạn, em chưa nhận được sách hả? Có ai gọi cho em chưa? Bạn Quốc Vượng thì đang ở bên Hàn Quốc. Ok, tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Vậy thì mình muốn gửi đến các bạn rằng là luôn nói chuyện với mục đích tốt, không bình luận, không tiêu cực, không phán xét. Mà làm như vậy thì cái năng lượng của mình nó sẽ luôn luôn tốt. Có nhiều bạn hỏi mình tại sao năng lượng tốt? Bởi vì mình luôn nói chuyện với mục đích tốt. Thầy đẹp quá. Cảm ơn bạn Thúy Sơn nhiều. Chúng ta bình luận phán xét tiêu cực, phàn nàn, phê bình ai đó, năng lượng của chúng ta nó tụt giảm đi rất là nhiều. Chào bạn Thanh Nhàn. Năng lượng của chúng ta nó tụt giảm rất là nhiều. Nó là luôn nói chuyện với tính cách xây dựng. Các bạn thấy là bản thân mình đứng trong các lớp rồi cũng vậy, và kể cả khi mà lên live stream, ví dụ có bạn nào đó nói thì mình cũng nói chuyện, nhiều lúc mình la các bạn, nhưng mà với cái mục đích tốt thôi. Mục đích là chúng ta cùng nhau gì, chúng ta cùng nhau phát triển thôi. Chứ không phải là
là chúng ta nói để chúng ta mạt sát nhau, chúng ta nói để, và cái đây là cái tính cách của người làm kinh doanh, của người làm kinh doanh chúng ta luôn tiêu cực, bởi vì như vậy thì cái đầu của chúng ta nó mới sáng được, cái đầu của chúng ta nó mới sáng được. Còn mà nói chuyện với cái mục đích mà để phê bình phán xét hoặc là cái quan điểm cá nhân hơn thua thì chúng ta tệ lắm, cái level chúng ta nó còn nhỏ lắm. Nhân viên đồ của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nói chuyện là luôn cái mục đích đó là xây dựng để ai đó nó tốt hơn, để người ta khắc phục một cái gì đó người ta làm, chứ không phải là nói chuyện với một cái mục đích là hơn thua, là miệt thị ai đó. Cái điều đó nó không mang lại lợi ích mà nó làm sức mẻ nhau nữa. Và chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn, để không phải bị vướng nhau, không phải hơn thua ganh tị rồi này cái những cái điều đó nó rất là dở hơi. Và các bạn biết là khi mà chúng ta mà chỉ cần mà phán xét thôi, một lần mà chúng ta nói chuyện chúng ta phán xét ai đó thôi, thì chúng ta nói lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì nó như thế nào ạ? Bạn càng nói cái việc đó nhiều thì bạn càng huấn luyện bạn thành trở thành một cái con người là luôn luôn phán xét người khác. Mà chúng ta phán xét là chúng ta nhìn người khác với cái góc nhìn của ta thôi, chúng ta đâu ở trong cái sự vụ của họ đâu mà chúng ta biết. Nên đó là lý do mà luôn nói chuyện với một cái mục đích tốt. Em bắn tim để boost 100 view. Ok, tuyệt vời. Bạn Thúy Sơn ơi. Hồi nãy giờ mình chưa giới thiệu về mình đúng không? Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình là người, mình là dân kinh doanh. Và mình có cái trung tâm đào tạo Vườn Ươm Doanh Nhân Training. Mình thành lập năm 2009, cho tới cái nay thì nó cũng đã được 9 năm rồi. Thì giúp cho các bạn ra đào tạo và khởi nghiệp, làm chủ những doanh nghiệp. Ở mình thì chuyên những khóa học giúp cho các bạn làm kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp. Và mình cũng có những cái quyển sách, các bạn thấy chưa? Trong thời gian qua thì có những bạn đã mua và đọc những cái quyển sách của mình rồi. Thì trong cái chương trình livestream này, các bạn nào ở khắp vùng miền đất nước mà các bạn mong muốn làm kinh doanh, thì các bạn mua cái quyển sách của mình. Các bạn mua cái quyển sách của mình, quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì sẽ gửi đến bạn khắp mọi miền đất nước, và các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group này sẽ chia sẻ kinh doanh chuyên về trong cái group này. Các bạn đặt cho mình những cái câu hỏi về kinh doanh. Đây là cái quyển tiếng Anh kia là bán ở nước ngoài các bạn. Cái quyển tiếng Anh là bán ở nước ngoài, chỉ có quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi và Bị Dân Đầu Quay và Vượt Biển Lớn. Và nó sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn nào có sách rồi thì sẽ được ép các bạn vào group. Hai quyển là 210k. Free ship cho giai đoạn là free ship. Vâng, mình quay lại cái chủ đề luôn nói chuyện với một đứa tốt nha. Luôn nói chuyện với một đứa tốt. Chúng ta không, khi mà chúng ta nói chuyện với một đứa tốt thì con người chúng ta nó thông minh, nó trí tuệ hơn, nó làm cho chúng ta có năng lượng hơn, nó làm cho chúng ta khát khao hơn. Chào bạn Gia Tuấn, chào bạn Ngân Tuyết. Ok. Còn khi mà chúng ta bình luận phán xét ai thì cái con người của chúng ta càng ngày nó càng dở hơi hơn. Em mua nữa. Ok, vậy thì bạn Thúy Sơn cho mình số điện thoại đi, bạn Thúy Sơn. Và nó làm cho bạn Hình Toài. Ok, cho bạn Đăng Hình, Đăng Quỳnh. Và nó làm cho chúng ta sáng suốt thông minh ra. Nó làm cho chúng ta có nhiều nguồn lực và nhiều người thích mình hơn. Có những cái quán ăn hay là có những cái nơi mà kinh doanh mà họ chưa hiểu nhiều á, các bạn thấy khách hàng vừa đi ra, cái nhân viên nó đứng, nó ngồi, nó nói cái người A, người B, tức là nó ngồi, nó nói chuyện, nó bàn về khách hàng. Điều đó không tốt. Điều đó không tốt chút xíu nào hết. Và nếu các bạn có nhân viên thì các bạn cũng phải huấn luyện nó như vậy. Cái quyển online thì mất hết khoảng 2 tháng nữa mới ra em. Vâng, ok, bạn Thúy Sơn, thầy nhắc tên em 4 lần. Ok. Rất là tuyệt vời. Thì bạn Thúy Sơn ngày mai sẽ được các em nó sẽ giao ra cho em ha. Và bây giờ là cái thứ hai là chịu trách nhiệm 100%
về những việc mình làm, không có được đổ thừa, đổ lỗi, thanh minh. Khi các bạn đổ thừa, đổ lỗi, các bạn thanh minh là bạn là người thua cuộc, chịu trách nhiệm 100% về kết quả của mình. Mình hồi xưa là mình cũng người hay đổ thừa lắm các bạn. Và khi mình đổ thừa thì sao ạ? Mình không phát triển được, bởi vì mình quăng cái việc đó cho ai ấy mà. Mình có chịu trách nhiệm đâu. Nên là mình không có học hỏi, mình không có phát triển được. Cái sau này mình mới ngộ ra một điều rằng là mọi việc trên đời này xảy ra đối với mình đều có phần đóng góp của mình. Không những đóng góp mà mình còn đóng góp nhiệt tình trọng á. Các bạn biết là hồi xưa mà mình cái thời xưa mà mình làm cái công ty gỗ mà mình thất bại, cái thời đó mình đổ thừa rất lắm. Mình đổ thừa cho lý do cho cái bạn quản đốc xưởng, mình đổ thừa lý do cho nhân viên dở. Tức là mình tìm cái gì đó, mình tìm ai đó để mình đổ thừa. Tuy nhiên cái đó nó là của mình mà. Dù bạn quản đốc xưởng thì cũng do mình tuyển mà. Nhân viên nó dở thì cũng do mình tuyển mà. Nhưng mà chừng cuối cùng là kết quả ai mất tiền, mình mất. Và hồi kia các bạn biết không, trong danh sách đổ thừa mình không thiếu một ai đó. Không thiếu một ai. Các bạn mà hồi đó các bạn không biết mình, các bạn biết mình, các bạn cũng bị mình đổ thừa rồi. Bởi vì sao? Đổ thừa nó dễ hơn. Dễ hơn là mình nhận cái trách nhiệm đó về mình. Bạn Vũ Văn Trương, hồi đó mà bạn không biết mình, chứ bạn biết mình, bạn cũng bị mình đổ thừa rồi nha. Bạn Cẩm Nguyên nữa. Nó là cái tính mà không nhận trách nhiệm về mình á, và luôn đẩy cái trách nhiệm cho người khác á, cái tính đó không làm cho chúng ta phát triển được. Các bạn nên nhớ vậy. Mọi việc mà xảy ra với mình thì đều có phần đóng góp của mình. Và khi mình đổ thừa cho nhân viên, mình đổ thừa cho quản lý, thậm chí các bạn biết hồi đó mình đổ thừa cho ai nữa, mình đổ thừa luôn cả cho ông trời luôn. Ông trời cũng nằm trong cái danh sách đổ thừa của mình luôn. Tuy nhiên cuối cùng thì sao ạ? Thì nó cũng không gì ạ, cũng không đạt được kết quả tốt. Và chừng cuối cùng á, mình nhìn đi nhìn lại thì trong cái danh sách của mình á, các bạn biết ai mà còn thiếu ai nữa không ạ? Còn thiếu tên một người rất là quan trọng. Đó là tên mình. Tại vì cái công việc đó nó có gắn liền với mình. Và bắt đầu từ đó mình mới nhận ra một điều rằng, ok chưa, để phát triển được thì mình phải gì à, mình phải nhìn ngồi xuống, mình phải xem thử cái công việc nó bị tắc ở chỗ nào, cái chỗ nào nó không hiệu quả, nó bị tắc cái nào, và chúng ta từng bước chúng ta điều chỉnh, tìm ra cái nguyên nhân gốc của nó, thì từng bước chúng ta khắc phục thì nó mới vượt qua được, chứ không phải là ngồi đó đổ thừa. Nó là cái tính cách mà nhận cái trách nhiệm, các bạn nhận trách nhiệm về mình. Bản thân mình hồi đó, sau khi mình ý thức ra được việc đó, mình nhận cái trách nhiệm về mình thì sao ạ? Thì một thời gian sau thì mình mới biết rằng do cái năng lực kinh doanh của mình yếu thì mình cần phải đi học thôi. Mình yếu thì mình phải đi học thôi. Có do những cái kỹ năng mình còn yếu thì mình phải luyện thôi. Kiến thức mình yếu thì mình phải đi làm thôi. Ok chưa? Nó là chúng ta hãy nhận cái trách nhiệm đó và chúng ta từng bước chúng ta khắc phục thì chúng ta phát triển được. Đó là cái ý thứ hai mà một người làm kinh doanh chúng ta cần phải biết. Kẻ luôn đổ thừa, không dám nhận trách nhiệm về mình, kẻ đó luôn là người thất bại, là kẻ nghèo hèn. Ok, cảm ơn bạn Xuân Khâm. Cho tới khi chúng ta học hỏi, chúng ta khắc phục thôi. Chúng ta học hỏi, chúng ta khắc phục thôi thì chúng ta sẽ vượt qua thôi. Bạn Xuân Khâm nó là luôn luôn ý thức ra được cái việc này để chúng ta không mất thời gian. Nhận trách nhiệm với mình sớm thì chúng ta đỡ mất thời gian. Hồi nãy giờ các bạn chia sẻ cái livestream về nhà các bạn chưa? Các bạn chia sẻ chưa? Mình thấy các bạn chưa chia sẻ nhỉ? Để mình kiểm tra thử. Mới có 34 lượt chia sẻ, phải hơn 100 lượt chia sẻ. Em đã có hai cuốn sách của thầy. Ok. Sẽ add em vào group, sẽ đưa em cái link và em sẽ trả lời được cái link thì em vào group nhé. Nhá bạn, bạn tí bạc ơi, bây giờ cái thứ ba có bạn nào hỏi mình câu hỏi đâu mà, các bạn hỏi, các bạn comment xuống, các bạn hỏi cái thứ ba là luôn giữ cho cái đầu óc và tâm trí chúng ta nó cởi mở. Thường thường là những người mà thất bại á, những người mà không làm được á,
thì cái tâm trí họ đóng lắm, bởi vì họ không có chịu học hỏi, họ không có chịu quan sát, họ không chịu ghi nhận, họ không chịu tiến bộ, họ cứ khăng khăng, họ nói là họ biết hết rồi, họ cứ khăng khăng, nhưng mà kết quả thì có được cái gì đâu. À, nó là chừng cuối cùng á, nó cũng không phải giỏi, không phải dở, không phải thông minh hay không, cuối cùng là làm có được hay không, và kết quả nó là được cái gì. Và chúng ta cứ chứ cứ đi suốt ngày cứ đúng với sai, à anh đúng tôi sai, tôi đúng anh sai, cái chuyện đó cũng chả làm gì, kết quả thôi. À, cái gì nó hiệu quả thì chúng ta làm, cái gì không hiệu quả thì chúng ta loại nó đi và chúng ta cải tiến tiếp. Không có ngồi đó mà đúng với sai, cũng không có ngồi đó mà nói rằng là cái này ok hơn cái ok hơn, nhưng mà cái kết quả nó lên tất cả. Bởi vì sao ạ? Con số nó không biết nói dối. Các bạn nên như vậy, cái con số là nó thật. À, khi chúng ta làm mà doanh số nó không hiệu quả thì cái điều đó nó nói lên một cái gì đó, là nghĩa là cái kết quả đó, cái con số nó đang nói lên một cái gì đó. Cái con số nó đâu có nói dối đâu. Chúng ta lý luận với nhau thì chúng ta nói dối với bản thân con số thì nó không có nói dối được. À, ví dụ như hôm đó bạn chỉ có 3 đơn hàng mà trung bình thì nó tới 10 đơn hàng lận, thì thể hiện là chúng ta đang có một cái gì đó nó không có hiệu quả. Trong kinh doanh cũng vậy, cái chỗ nào nó không hiệu quả là cái chỗ đó nó đang có vấn đề. Nhân sự cho nó yếu, hay là cái cách chúng ta chia sẻ cho nhân viên nó không đến nơi, hay là cái quy trình làm việc không có đúng. À, nó luôn có một cái gì đó nó không hiệu quả ở ngay cái vị trí đó, và chúng ta phải nhìn nhận được cái chỗ này để chúng ta thoát ra, hoặc là đi tìm những người biết mà hỏi. Đó là lý do mà chúng ta luôn giữ cái tâm trí nó cởi mở. Tâm trí cởi mở giúp cho chúng ta học tập nhiều. Các bạn nhớ rằng là cái tư duy của chúng ta nó giống như một cái dù á. Cái dù á, các bạn biết dù không? Mà cái dù nó chỉ hiệu dụng khi nó mở ra, nó bung ra các bạn không? Cái dù mà nó bung ra là chúng ta mới dùng che mưa, che nắng, dùng cho gì ạ? Dùng cho rất là nhiều thứ. Cái đầu của con người của chúng ta nó cũng vậy. Nó chỉ hữu dụng khi nó được bung ra. Nó được bung ra. Chào bạn Hoàng Blue, chào bạn Trần Tài Tài. Hôm nay có nói về sự kiên trì chứ thầy, em rất thích chờ tại đó. Ok, chào bạn Hoàng Blue. Bạn Hoàng Blue nói rằng là hè này em khởi nghiệp, mong thầy cho em lời khuyên nên học cái gì trước, ý là ưu tiên học cái gì ấy. Thì dĩ nhiên là học kinh doanh rồi, học khởi nghiệp rồi bạn Hoàng, không bàn cãi rồi. Nếu mà bạn ở Sài Gòn thì bạn ghé bên trung tâm của mình. Muốn làm cái gì thì chúng ta phải học cái đó thôi. Bạn Hoàng ơi, nguyên tắc. Muốn lái xe thì phải học lái xe. Muốn làm kế toán thì phải học kế toán. Cái công thức nó đơn giản không mà. Muốn ra kinh doanh thì phải học kinh doanh. Không học kinh doanh thì làm sao mà biết kinh doanh được. Bạn tiếng bạc thì từ từ. Mình đang livestream thì làm sao mà nãy được. Mình nhắc với bạn rồi. Từ từ sẽ đưa cái link vô cho bạn. Rồi bạn trả lời được thì bạn sẽ vào. Mình đang nói chuyện mà làm sao mình ép bạn vào được. Ok, cảm ơn bạn Thúy Sơn. Bạn rất là nhiệt tình. Chào bạn Lê Hình Hữu. Ok, chào bạn Lê Hình Hữu. Rất vui làm quen bạn. Nó là chúng ta luôn gì ạ? Cái tư duy là chúng ta gì ạ? Luôn để cái tâm trí cởi mở. Sẵn sàng lắng nghe. Sẵn sàng tiếp thu những cái ý kiến trái chiều. Đôi khi chúng ta sợ người ta nói mình trái chiều, hoặc là khi các bạn làm cái gì đó người ta góp ý bạn, hoặc là người ta nói không mày không được làm cái việc đó đâu. Ví dụ như các bạn ra khởi nghiệp đi, thì mấy người bạn họ sẽ nói là mày khùng. Hồi kia mình ra khởi nghiệp mấy bạn mình nó nói mình khùng hoài. Cho tới giờ mình live stream cũng vậy nè. Cho tới giờ mình live stream cũng vậy nè. Thì có những người cũng nói là mình khùng, có những người nói mình điên lên livestream nó vậy. Ok, điều đó tuyệt vời. Điều đó nó thể hiện gì ạ? Nó thể hiện là thế giới này chúng nó đa dạng. Phải có người thích ta, có người khen ta, có người không thích ta, thì đó mới là thế giới này chứ. Chứ thế giới ai cũng thích ta thì nói cái gì. Nên là chúng ta cần phải gì? Phải có tinh thần khởi mở để học hỏi. Các bạn nhớ cái tư duy cởi mở để sẵn sàng đón nhận.
Ok chưa? Sẽ sẵn sàng đón nhận. Nó là chúng ta đừng cứ ngại nếu ai đó ok chưa? Bạn Hạt Giấy, em đã học một khóa của thầy trên Edomon. Trên Edomon có tới 5 khóa lận bạn Hạt. Em học hết thì tốt không? Hoặc là em tới trung tâm học trực tiếp thì tốt hơn nữa. Thầy ở gần nhà có cái sông lớn, có rất nhiều người ra thích câu cá, nhưng họ lại chỉ đi câu vào mùa mưa, tháng 5 đến tháng 11. Vậy em có em có nên mở tiệm bán cần câu cá không? À, làm ơn à. Ok, được, em cứ thử thôi. À, cái gì có tiền thì chúng ta làm mà, làm chính đáng mà. Em đã có hai quyển sách của thầy. Ok, bạn Cẩm Tiên sẽ add em vào group. À, em comment biết là sẽ add em vào group. À, ok chưa? Cái thứ tư là sẵn sàng tham gia 100%. Nếu chúng ta tham gia cái gì mà chúng ta cũng tham gia. Mà bây giờ mình hỏi các bạn này, 99% chứ 100% nó giống nhau hay nó khác nhau? Em ở Quảng Ninh muốn học lại khóa nữa của thầy. Ok, nó có hai cách. À, diễn giả Don John Dương. Ồ, đúng đấy anh Duy, chia sẻ tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn diễn giả Don Dương. Ok chưa? Rất vui được làm quen bạn. Nếu kêu mình khùng thì bắt nó mua hàng của mình trước. Đúng rồi. Bạn Nam trong lớp mình có chia sẻ cái chuyện này hoài, đúng không bạn Nam ơi? Đúng. Mấy bạn mình mà hồi đó mình mới ra bán nước mắm, nó bắt mình khùng, mình bắt nó mua nước mắm của mình. Bây giờ cũng vậy. Nó đâu có sao đâu. Cái khi mà cái đầu chúng ta nó rộng mở thì cái những cái việc đó cũng không phải là mặc kệ đâu đâu bạn bạn Thanh ơi. Mặc kệ, mình vẫn hành động theo ý của mình, thầy nhỉ. Ok, không mặc kệ. Chúng ta mặc kệ nghĩa là chúng ta sợ, chúng ta tránh. Không phải, không có mặc kệ. Chúng ta đủ tư duy để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta cảm ngắm cái điều đó. Chứ mặc kệ thì chả phải mặc kệ đâu. Chào bạn Ngọc Thảo. Ok, chắc là lần đầu tiên quen biết với em. Em nhớ xem livestream này, chia sẻ livestream này về nhé nhé bạn Ngọc Thảo ơi. Cái thứ tư nữa là tham gia 100%. Các bạn biết là bạn Nhai Coi. Ok, rất vui làm quen các bạn Nhai Coi. Tham gia 100%, các bạn biết là 100% với 99% nó giống nhau hay nó khác nhau? Khác nhau. 100% là thường thường là những người họ chơi, họ chơi 100% và họ rất là năng lượng. Còn 99% là thường thường những cái ông mà ổng thua cuộc. Mình hay có những cái ví dụ vui á. Mình hay có ví dụ vui. Thầy vui quá à, em thích thầy. Cảm ơn bạn Thấy Sơn. Mình hay có cái vụ vui vui á. Mình hay nói là trong một cô gái mà có 10 anh theo tán mà chỉ có một anh được à. Vậy thì mình hỏi là cái thằng nào nó lỗi nhất? Cái thằng lỗi nhất là có phải cái thằng về nhì không các bạn ơi? Đúng rồi. Cái thằng về nhì là nó nỗ lực tới 99% rồi mà nó lại hỏng được, nên là nó là cái thằng gì? Cái thằng lỗi nhất. Các bạn chưa? Nó là các bạn phải nhận ra một điều rằng là đã chơi là chơi 100%, đã tham gia là tham gia 100%. Cái thất bại duy nhất là cái thất bại mà không tham gia hoặc tham gia nửa vời. Khi mà chúng ta không tham gia vào cuộc chơi thì chắc chắn là chúng ta không được nó rồi. Nên là đã quyết tâm tham gia thì phải tham gia 100%. Các bạn comment xuống đi, tham gia 100%. Đã không xem livestream này thôi là phải là xem 100%, xem tới cuối giờ. Xem tới cuối giờ. Đừng có làm nửa vời, cái gì cũng nửa vời. Cái lý do có nhiều người họ làm cái gì cũng nửa vời á. Làm nửa vời thì làm sao mà được? Tại sao có những người á có những bạn chứ họ nói họ học, họ nói với mình là họ đi học nhiều lắm. Họ đi học nhiều lớp làm giàu lắm mà họ không có giàu. Ok giờ mà nói học làm sao cho học làm sao giúp cho chúng ta giàu được? Học nó chỉ giúp cho tư duy của chúng ta nó tốt hơn. Học chỉ giúp cho chúng ta như thế nào nó giúp cho chúng ta nhận ra nhiều điều vấn đề hơn, có nhiều cái chúng ta còn chưa hiểu, có nhiều cái chúng ta còn chưa biết. Học để thấy rằng là chúng ta còn dở quá, chứ không phải học rồi như thế nào để tự hào ta là người có học. Nó không phải như vậy. Rồi sao sau khi học về là phải làm gì? Phải làm thì có đúng có sai không? Có đúng. Đúng thì làm tiếp, sai thì sửa sai làm tiếp.
đúng sai gì cũng làm. Bởi vì làm thì chúng ta mới biết nó đúng hay nó sai để chúng ta điều chỉnh. À, chứ cứ nghĩ đi học lớp làm giàu về rồi giàu. Suy nghĩ như vậy là không có chuẩn. Kết quả nó chỉ tạo ra khi chúng ta có những cái hành động tuyệt vời. Vậy là khi liên tục hành động và kết quả tuyệt vời nó xảy ra khi chúng ta có được những cái trải nghiệm tuyệt vời. Bởi vì chúng ta hành động nó có đúng có sai, có đúng có sai. Một lúc thì chúng ta tự nhiên có những kinh nghiệm, chúng ta rút ra kinh nghiệm và chúng ta tạo ra những kết quả rất là tuyệt vời. Chứ không có phải là cứ hỏi chút đúng rồi hỏi chút sai rồi nghỉ đi học về là giàu rồi. Nó là mấy ông, ông mới đi học xong ông nghỉ ông giàu rồi. Mà ông về ông làm hoài, ông giàu, ông đọc xong rồi mà ông giàu phải làm. Và làm thì phải chấp nhận sai. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Nó là chúng ta phải quyết liệt. Đã không làm, làm phải quyết liệt. Chào bạn Kim Loan. Thầy ơi, cho em địa chỉ trung tâm của thầy. Chào bạn Kim Loan. Em ghi cái số điện thoại hotline của trung tâm 0937939598. Bạn Loan nha. Còn cái địa chỉ trung tâm bây giờ mình sẽ đưa cho em xem đây, ở trên cái live stream luôn. Đây là địa chỉ của trung tâm nè em. Bây giờ em thấy rõ ràng cái địa chỉ của trung tâm chưa? Đó, đây là địa chỉ của trung tâm. B-Training Vương Nhân Nhân. Ok chưa? 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, có số điện thoại rồi rõ ràng hết á. Em thấy nó hơi chói chói đúng không? Và nó có số hotline. Hoặc là em lên Google, em search trang web b-training.org. Hoặc là ngày mai nhân viên của mình nó sẽ inbox cho em. Ok chưa? Các bạn nào mà đang kinh doanh cái gì thì các bạn cũng comment lên luôn. Ở khắp mọi miền đất nước các bạn cứ kinh doanh lên. Rồi biết đâu qua cái comment của bạn á, mọi người sẽ gặp nhau. Khóa nghệ thuật bán hàng sớm nhất là ngày nào hả thầy? Tự nhiên bạn hỏi mình cái lịch như vậy mình không nhớ đâu, tại cái khóa học nó nhiều quá. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật này là khóa nghệ thuật đàm phán nè. Rồi thứ bảy chủ nhật sau á là lớp làm chủ doanh nghiệp, khóa 143. Rồi thứ bảy chủ nhật sau nữa là khóa DISC, phong cách hành vi con người. Ok, nó là chúng ta mình lại nói tiếp, nó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải tham gia 100%. Đóng tham gia thôi, phải tham gia nhiệt tình. Các bạn thấy không? Các bạn mà chịu khó mà đi qua ở gần cái khu nhà mình thì mình đã như thế nào ạ? Mình đã không chạy thể dục thôi. Chạy thể dục là phải chạy, sáng nào cũng phải chạy. Chứ có hôm chạy có hôm không thì giải quyết được cái gì? Không giải quyết được cái gì hết. Bạn Gia Tuấn, mình kinh doanh nem hải sản ẩm thực ở Hải Phòng, ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Wow, vừa rồi mình có ra Hải Phòng với Gia Tuấn ơi, nhưng mà mình chưa ra Đồ Sơn. Mình chưa ra Đồ Sơn. Có dịp mình ra Hải Phòng, ra Đồ Sơn gặp Tuấn nha. Tuấn có dịp, Tuấn mở vào Sài Gòn thì Tuấn alo mình. Em bán son từ công ty muốn đi bill thì nên làm như thế nào thầy? Chả hiểu em hỏi gì, muốn đi bill là đi sao? Ok chưa? Ở khu thị tứ trung tâm xã. Chưa hiểu các bạn hỏi gì, em rất vui được hân hạnh. Ok, chào bạn Gia Tuấn. Ok, vậy thì cái thứ năm là chúng ta luôn hành động nhất quán. Đã chọn là phải hành động. Có nhiều bạn thay đổi nhiều quá, làm cho chúng ta đi chậm lắm. Có nhiều bạn, đặc biệt là các bạn ra khởi nghiệp mà các bạn thay đổi mục tiêu nhiều quá, các bạn sẽ đi rất là chậm. Các bạn đi chậm không thể tưởng được. Có nhiều bạn gì mà mới có hôm nay định làm cái này thì ngày mai lại đổi ý làm cái khác. Đổi ý sành sành thì làm sao mà làm. Hoặc là cả mô làm nhiều thứ quá. Chúng ta cố gắng, các bạn nên cố gắng tập trung một thứ và làm giỏi một thứ. Sau khi làm giỏi thứ đó rồi chúng ta làm cái thứ thứ hai. Cái hành động nhất quán ở đây là đã quyết tâm làm cái gì đó là làm cho đến cùng. Các bạn thấy chưa? Như mình đã quyết tâm viết sách thì các bạn thấy bây giờ mình ra thứ tự từng cuốn một và làm cho tới cùng. Chừng nào mà đạt được 10 cuốn đó mình mở dần, tức là nhất quán nó mới tạo ra kết quả. Và các bạn thấy từ năm 2009, năm 2010 mình chia sẻ khởi nghiệp thì cho tới nay mình vẫn có chia sẻ khởi nghiệp. Mình phải hành động nhất quán chứ thay đổi sành sạch
mọi người chưa cảm nhận được bạn đã thay đổi, bạn 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 càng nhất quán, bạn càng làm sâu thì bạn mới giỏi được. Nó là có nhiều người say nổi bất nhất quá thì làm sao mà thầy ơi sao không thích, rất thích. Có bạn hỏi gì mà mình không hiểu, thầy ơi sao em không thích giàu có nhưng lại rất thích kinh doanh là sao hả thầy? Ok chưa? Đó. Thì kinh doanh là một cái đam mê mà, một cái đam mê mà em. Thầy nói rất đúng, tập trung làm giỏi một thứ, ok chưa? Chúng ta hay đang cố gắng để chúng ta leo nhiều ngọn núi, tức là chúng ta đang cố gắng để chúng ta làm rất là nhiều thứ. Thời buổi bây giờ nó là vậy á. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta tập trung làm một thứ thì chúng ta sẽ trở nên xuất sắc, chúng ta sẽ vô cùng xuất sắc. Chúng ta sẽ đi chuyên rất là sâu và người các bạn sẽ chia sẻ được rất là nhiều giá trị. Còn làm lang bang các bạn không có chia sẻ được nhiều giá trị. Bạn nào muốn kinh doanh online thì inbox mình nhé, ok chưa? Chưa hết bạn quảng cáo rồi, bạn Dương Suri ơi. Ok chưa? Vậy thì cái tiếp theo là chúng ta phải hành động nhất quán. Cái người làm kinh doanh là chúng ta phải nhất quán. Đã không hứa thôi, hứa là phải làm. Hành động bất nhất thì người ta mệt lắm. Chào thầy, lâu quá không thấy thầy live stream. Ok. Từ bữa thứ sáu tới hôm nay em. Từ bữa thứ sáu tới hôm nay. Nó là cái thứ sáu. Cái thứ sáu. Trước khi mình đi cái thứ sáu thì mình giới thiệu về mình một chút xíu nha. Có một số bạn không biết về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Mình là có cái trung tâm chuyên giúp cho các bạn đào tạo khởi nghiệp, và các bạn nào cứ đi theo đúng quy trình. Mà nói là các bạn không cần thông minh đâu, cũng chả cần có tiền, cũng chả cần giỏi giang, chỉ làm theo đúng quy trình. Lúc đầu là các bạn phải theo đúng quy trình. Những người thất bại là những người họ không có làm đến nơi, và họ hay làm theo ý của họ. Họ hay lòng vòng. Làm thường thường những người làm sai là họ không có làm theo quy trình, mà họ hay làm theo ý của họ. Rồi làm được đi, rồi hãy sáng tạo thông minh cái gì. Thì sau khi làm được đi rồi hãy sáng tạo thông minh. Những cái người dở hơi mới bắt đầu nó đòi sáng tạo thông minh, những người đó họ đi lâu lắm. Thì bản thân mình á, thì mình chia sẻ, và bạn nào cứ đi theo đúng cái quy trình của mình thì tự nhiên các bạn đó làm việc rất rất là tuyệt vời. Họ đi rất là đúng. Còn có những người học về họ không làm, họ có học về họ làm không có đúng quy trình. Làm chưa được mà cứ nghĩ là mình giỏi, họ học về họ để phê phán thôi, thì mấy người đó thì mình chịu thua rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là cuộc đời họ cần học thêm những cái bài học nữa. Còn bạn nào mà làm theo đúng quy trình của mình thì rất là vui. Lâu nay các bạn rất là phát triển, các bạn kinh doanh được, các bạn có tiền, các bạn mua nhà, mua cửa. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Để kinh doanh được thì cái chuyện mà mua được cái căn nhà với mua xe con ở Sài Gòn này là cái chuyện cơ bản thôi. Nó không phải là gì ghê gớm hết. Các bạn nào mà chưa có quyển sách của mình, các bạn nào đam mê kinh doanh mà các bạn chưa có quyển sách của mình, thì các bạn tranh thủ các bạn mua hai cái quyển sách của mình. Đây là cái quyển sách của mình. Quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Đây là hai cái quyển tiếng Việt, còn quyển tiếng Anh thì các bạn phải mua ở nước ngoài Amazon rồi. Đây là cái quyển tập học ở Big Training. Và bạn nào mà muốn mua sách thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống cho mình, sách sẽ được gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và lại thì được free ship hai quyển thì có 210k thôi. Các bạn sẽ được add vào một cái group. Các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group đó là group bí mật. Thì các bạn sẽ hỏi cho mình những câu hỏi về kinh doanh chuyên sâu ở trong cái group đó. Cũng như là lâu lâu mình tập hợp lại các câu hỏi các bạn, mình live stream ở trong cái group riêng đó. Thường thường các bạn hỏi những cái câu hỏi kinh doanh ở ngoài này mình không có chia sẻ. Bởi vì sao? Bởi vì nó không nằm trong cái group nên mọi người không có đọc tới đọc lưu được. Nên là cứ hết bạn này hỏi câu này cho tới bạn kia hỏi câu kia, bạn nào hỏi nó hỏi đúng y như vậy. Tôi đã có 3 cuốn sách rồi, ok chưa? Em có 2 quyển sách rồi thầy ơi, add em vào group, ok. Thì ngày mai ngày mốt gì các bạn sẽ đưa em được link và em sẽ add vào, và em phải trả lời được những câu hỏi thì em mới add vào, ok chưa? Và cuối tuần này thì mình có cái lớp nghệ thuật đàm phán dành cho những người nghệ thuật đàm phán và đòi nợ, dành cho những người làm kinh doanh. Tuần sau thì mình có lớp làm chủ doanh nghiệp.
khóa 143. Và tuần sau nữa thì mình có cái lớp là hiểu về người khác, đọc vị con người và xây dựng đội nhóm, bán hàng. Bạn Huỳnh Thị Hữu Lễ, em cho mình số điện thoại nha, rồi ngày mai các em nó giao cho em. Vâng, ok, số điện thoại của em. Vâng, bạn Phan Văn Quốc. Ok bạn. Vậy bây giờ mình nói tiếp. Hồi nãy là mình nói là phải hành động nhất quán đúng không? Đúng rồi, hành động nhất quán. Học hỏi nè, Lâm Thơm, ok. Chào bạn Mai Hoài Thương. Chào bạn Trương Doanh, em đã cũng có ai quấn rồi, ok. Em trả lời được hai câu thì sẽ em vào. Bị ẩn rồi à? Ẩn cái gì nhỉ? Bạn Ngọc Thảo, em hỏi là ẩn cái gì, không hiểu ý của em. Vâng, cái số 6 là chúng ta giữ cam kết. Chúng ta giữ cam kết. Người làm kinh doanh là chúng ta phải cam kết, phải có tính cam kết rất là cao. Thường thường là chúng ta hay nói nhiều, nhưng mà chúng ta hứa thật nhiều, nhưng mà chúng ta lại thất hứa cũng thật nhiều. Các bạn nhớ cái bài hát của ca sĩ Ân Hoàng Phúc không? Nó hát cái bài là hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều. Ok chưa? Các bạn thấy thú vị không? Cái thằng đó nó hát cái bài đó vui lắm. Nó cứ hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều rồi hứa thật nhiều. Nên là làm kinh doanh cũng vậy, đôi khi chúng ta hứa, làm người làm kinh doanh là chúng ta hứa rất là nhiều thứ nha. Lúc mà bán hàng chúng ta hứa đủ thứ cho khách hàng đó. Hoặc là chúng ta tuyển dụng với nhân viên chúng ta cũng hứa đủ thứ đó. Nhưng mà chừng cuối rồi làm việc đối tác chúng ta cũng hứa đủ thứ đó, rồi chúng ta lại thất hứa. Nên là tại sao rồi thà rằng như thế, đúng rồi. Bạn Bùi Duy Linh, bạn hiểu ý mình quá. Nên là đừng có hứa và thất hứa nha. Học lúc mấy giờ thầy? Ok chưa? Em cũng lo, nếu em muốn học thì em phải comment số điện thoại và nhân viên nó sẽ liên hệ với Kim Loan nhé. Em cho số điện thoại, em inbox cho mình. Một là em inbox, hay là em comment lên này, nên inbox cũng được. Ok chưa? Nó là phải cam kết. Làm những cái gì mình nói, làm cái gì mà mình tin rằng là mình làm được. Chính cái sự cam kết đó nó sẽ hút mọi người. Ok Kim Loan nha. Ok bạn pha lô đỏ Lê ơi. Ngày mai các em nó sẽ giao cho em nha. Thực sự hai cái quyển sách của mình mà bạn nào mà đọc thì đó là một cái cơ duyên. Bởi vì các bạn thấy là những bạn bên Hàn Quốc này, như bạn Vượng ở bên Hàn Quốc không biết có đang xem livestream không. Rồi các bạn ở bên Mỹ, rồi các bạn ở bên Nhật, rồi các bạn bên Đài Loan, các bạn bên Úc. Rất là nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước này, và trên người Việt của chúng ta trên khắp thế giới đã bằng mọi cách họ mua cho bằng được cái quyển sách của mình. Vì thông qua người thân, thông qua này kia thì họ biết rằng đây là cái quyển sách nó rất là hữu ích. Và họ đọc để họ có cái sự thay đổi trong cuộc sống là tốt rồi. Nên là các bạn nào có hai quyển sách của mình đó là một cái cơ duyên. Riêng mà các bạn có hai quyển sách thì các bạn được add vào group nữa, rồi được chia sẻ sâu hơn. Các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Nên là ok bạn vô tư nhé. Nó là hai quyển có 210k mà 3 free room ship. Thực sự là lúc trước ít bữa nữa mà không bao ship, không phải ship, thì cái phí ship đến nhà bạn tùy nơi nó cũng đã lên 30-40 ngàn, rồi nó thành tới 250 ngàn, chứ nó không còn 210 ngàn nữa. 210 ngàn là hiện tại là lấy giá bìa rồi mình gửi sách cho các bạn thì mình phí ship nữa. Mình đang phí ship, rồi mình còn ép các bạn vào trong group nữa. Và trong group đó toàn là những người đam mê kinh doanh không à. Thì chúng ta lại kết nối với nhau, chúng ta lại quen biết với nhau. Chủ yếu là chia sẻ giá trị với nhau. Chúng ta đừng có suy nghĩ gì hết. Mua sách và đọc để biết. Để gì? Để vào cái group kinh doanh đó để các bạn hỏi những câu hỏi cho nó đúng. Tại các bạn có tư duy kinh doanh rồi. Các bạn không có hỏi lòng vòng. Cái thứ hai nữa là những người nào vào group thì toàn là những người kinh doanh này. Đam mê kinh doanh không à. Thì chúng ta lại có cơ hội kết nối với khắp mọi miền đất nước nữa. Và lâu lâu thì mình chia sẻ trong cái group. Là để gì chắc chắn 100% những người vào group là những người gì những người đã có sách rồi, họ đam mê kinh doanh, nào mà sách mình viết về kênh cho anh nên là nó lợi ích lại chỗ đó. Các bạn nhìn chưa? Rồi cái thứ bảy là luôn đúng giờ. Thời gian là tài sản quý nhất, và đặc biệt người làm kinh doanh là phải luôn đúng giờ. Bạn nhìn chưa? Chào bạn Lưu Hà, em có hai cuốn rồi thì em vào group. Ok chưa? Chúng ta phải luôn đúng giờ. Nếu mà không đúng giờ thì như thế nào?
Thì chúng ta tệ quá. Mình ở Đài Loan cũng đã mua hai cuốn sách của thầy rồi, cũng mua đi hữu ích lắm. À đúng rồi, bạn trai, bạn trai 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 là bạn ở Đài Loan và bạn mua sách, và bạn mua rất là khó khăn, phải nhờ người nhà mua rồi gửi về nhà bạn rồi gửi qua Đài Loan, các bạn thấy không? Mà người ta quyết tâm là người ta làm thôi. Cái thứ bảy là đúng giờ, phải luôn đúng giờ. Cái người mà làm kinh doanh mà không đúng giờ thì không thể chấp nhận được. Phải quý thời gian của mình. Các bạn thấy là chúng ta sống được có 5 đến 80 tuổi thôi. Hết 1 phần 3 đó là ngủ rồi, hơn khoảng 30 năm, gần 30 năm để ngủ à. Thì chúng ta còn khoảng có 50 năm để chúng ta sống thôi. Thì trong 50 năm á, các bạn mỗi ngày các bạn hết mất 10 tiếng các bạn đi làm rồi. Thì chúng ta thực sự là chúng ta còn có 20 mấy năm để chúng ta sống thôi. Mà chúng ta lại gì không đúng giờ, chúng ta lại gì à? Chào bạn Thắng Trần. Chúng ta lại gì? Chúng ta lại không đúng giờ, chúng ta lại trễ nải về mặt thời gian thì không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận. Đặc biệt là làm ăn kinh doanh là phải đúng giờ. Phải luôn cam kết nó như vậy. Còn cái người nào á mà họ đi hẹn uống cà phê với bạn, họ đi chơi, họ làm việc nhỏ mà họ không đúng giờ thì các bạn như thế nào? Các bạn nghỉ chơi với người đó đi. Bởi vì sao à? Các bạn đừng có làm ăn lớn với họ. Bởi vì sao à? Đúng giờ họ còn không đúng được thì mấy cái việc khác làm sao họ đúng được. Mình thì luôn cố gắng. Mình không phải là lúc nào mình cũng đúng giờ 100%, nhưng mà mình luôn ý thức là mình đến sớm hoặc mình đúng giờ. Có những lúc thì đôi khi là nó bị quên một cái gì đó, hoặc là đôi khi nó xe cộ đón nó không có, đôi khi vậy. Hoặc là đang bị lỡ việc gì đó. Chứ còn 100% là chúng ta đúng giờ. Chào bạn Vượng ở bên Hàn Quốc, đúng không? Vừa làm vừa xem mình giảng. Ok, bạn vừa làm mà bạn sao bạn xem mình được, mình không hiểu bạn Vượng rồi. Đang bạn làm à. Rồi. Cái thứ 8 là luôn tập trung. Tập trung, làm việc là phải tập trung. Làm việc mà không tập trung thì không có được. Đặc biệt là làm kinh doanh là phải vô cùng tập trung. Chào bạn Trầm Vũ Kiệt. Ok. Làm kinh doanh là phải rất là tập trung. Tập trung mới tạo ra được thành quả. Em trả lời đúng hai câu rồi mà sao không vào group thả thầy ơi. Dạ, ok chưa? Vậy là nó có cái gì đó. Bạn trả lời lại đi thôi. Nó có cái gì đó. Dạ có hai cuốn sách đi, đọc lớp áp dụng được hai cửa hàng rồi. Ok. Chào bạn Khiêm, bạn Ngô Tấn Khiêm. Bạn Ngô Tấn Khiêm là mở được hai cửa hàng kinh doanh than vật liệu đốt lò đồ các bạn. Tuyệt vời lắm á. Và bạn Ngô Tấn Khiêm kể cho bạn những cái câu chuyện thực chiến là các bạn thấy các bạn mê liền. Chào bạn Minh Hoàng. Và chính vì yếu tố đó mà các bạn phải như thế nào ạ? Mình gửi đến các bạn một lời chân tình là các bạn phải tập trung. Những người thiếu tập trung thì họ không có làm được việc đâu. Họ cứ lòng vòng làm không có hiệu quả đâu. Cứ họ đòi làm nhiều thứ, làm một thứ chưa xong rồi làm nhiều thứ, làm một thứ chưa ra tiền rồi làm nhiều thứ, thì làm sao mà làm được. Hồi chiều mình có đi hớt tóc các bạn, cái đầu mình mới hớt này. Và cái người bạn này là bạn làm cái nghề hớt tóc, và mình biết bạn thì cho tới giờ chắc cũng đã hơn 10 năm rồi. Và mình cũng cắt tóc từ nơi bạn, tại quen rồi, tại bạn quen cái đầu mình nên bạn cắt nó dễ. Và hồi chiều bạn khi mà bạn cắt cái đầu mình thì bạn nói một cái câu rất là hay, bạn kêu hóa ra mình với bạn đã quen nhau, biết nhau được hơn hơn 10 năm rồi. Hồi kia bạn nói bạn cắt cái đầu của mình là nó còn đen thui à, mà giờ đầu hai thứ tóc rồi nhanh ghê. Bạn này thì lớn hơn mình 2-3 tuổi. Và bạn như thế nào? Bạn làm chuyên cắt tóc, và đứa em trai của bạn bây giờ vừa rồi mới ra một cái tiệm hớt tóc riêng. Rồi em gái của bạn cũng ra, nói chung là cả nhà bạn là ra hết. Và bạn là người Thanh Hóa, bạn vào đây cũng lâu rồi. Và bạn làm người cắt tóc mà bạn mua được cái nhà ở quận 9. Bạn chưa có gia đình. Bạn có em út và giúp cho mấy đứa em nó có tiệm hớt tóc riêng hết. Các bạn thấy tuyệt vời.
À, và bạn nói là đầu mình hai thứ tóc rồi. À, và bạn nói là không ngờ đó, nó cũng đã hơn 10 năm rồi. Và bạn nói như vậy nè, bạn kêu lúc xưa bạn cũng ít tập trung lắm, làm hớt tóc mà cũng hay mơ mơ mà mộng việc A, mơ mơ và mộng việc B. À, nhưng mà bạn kêu từ ngày mà bạn tập trung, à, bạn tập trung bạn làm thì bạn kêu đúng là nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Nên là bạn thấy là bạn có nói luôn, bạn kêu đầy những người thấy nghe mang tiếng là học hành đồ kia nhiều để thầy giảng chứ, còn việc vào group để sau, đang live stream mà kêu ép vào sau, sao mà ép. Ok, bạn Nam Đế ok, thì bạn nào có sách rồi thì các bạn cứ comment cho mình, các bạn cứ comment cho mình thì sau khi xong thì sẽ có cái đường link ép các bạn vào. Còn đang live stream thì không thể ép được, được rồi, đang live stream sao ép, đang nói chuyện sao ép các bạn được. Đó, nó là từ từ rồi mọi việc xong thôi, không có gì phải vội vã hết các bạn ha. À, cứ nghe đi, cứ ghi bài đi rồi comment. Nên mình luôn nói là tập trung. Những người mà không tập trung thì họ không phát triển được đâu. Làm một cái chưa xong, làm nhiều cái, đòi làm. Đầy những bạn cứ lên mới khởi nghiệp hỏi mình, hỏi em kinh doanh thứ này thứ kia nọ, hỏi nhiều thứ quá, không được. Làm một cái làm không xong. À, các bạn thấy McDonald's không? Nó bán cái bánh hamburger các bạn không? Nó đi khắp thế giới này nó bán mỗi cái bánh hamburger mà nó bán bằng mệt luôn. À, các bạn thấy Coca-Cola nó là một tập đoàn lớn mà các bạn thấy Cao Bằng mà nó có mấy cái thứ nước đâu. À, thầy ơi, sách kinh doanh online khi nào có? Mất hết khoảng 2 tháng nữa em. À, nha bạn Tuyết Nhi ơi. À, nó là cái các bạn nhận ra không? Người ta một tập đoàn rất là lớn đi khắp thế giới này mà nói chừng có vài loại nước mấy. Nước Coca, nước Trichter, nước gì đó. À, Seven Up gì đó đó bạn, hình dung ra đây này, nó khoảng 10 loại nước lại nó đi khắp thế giới này. Con chào thầy. Giờ thầy nhớ con không? À, Lung Linh. Lung Linh nhớ chứ sao không nhớ, Lung Linh ơi. À, vậy thì chúng ta phải luôn tập trung. À, cái tội mà chúng ta mà ít phát triển là bởi vì không có tập trung, làm rồi là làm thì đòi làm nhiều thứ. Mình gặp những người vừa làm bảo hiểm, rồi vừa làm Bitcoin, rồi nghe cái gì cũng làm, nhưng mà tiền bạc thì không có được bao nhiêu hết, cứ kiếm sống qua ngày. À, làm nhiều quá thì làm sao mà làm ra được. Kinh doanh nước mắm Phan Rang ok, kinh doanh nước mắm Phan Rang tốt mà. Vừa rồi có anh Huy, anh 45 tuổi rồi, anh học cái chương trình của mình và anh đọc sách của mình, anh thấy mình hồi kia đi bán nước mắm. À, thì bây giờ anh cũng đi kinh doanh nước mắm và anh đang làm rất là tốt. À, bạn Lương Khánh Linh ok, chào bạn Lương Khánh Linh. À, các bạn nhận ra điều này, anh kinh doanh rất là tốt, biết cách là cứ đi kiên trì từ từ từng bước một. À, tập trung và kiên trì đi làm từng bước một. Nhiều lúc các bạn cứ lang bang quá mà các bạn sẽ không làm được cái gì hết. Ok chưa? Rồi tiếp tục. À, cái sư thứ 9, các bạn ghi vào cái thứ 9 này. À, luôn luôn suy nghĩ tích cực. À, để có sức mạnh lớn hơn. Người nào mà có tư duy tích cực thì người đó họ có năng lượng nhiều lắm, và cái năng lượng họ rất là lớn và họ giải quyết được nhiều việc tuyệt vời. Còn những cái người mà tư duy không tích cực thì sao? Họ mất hết năng lượng, họ không có trí tuệ, họ không có thông minh được. Chỉ những người tích cực mới thông minh, chỉ những người tích cực họ mới suy nghĩ ra những cái bài toán rất là tuyệt vời. À, hồi nãy giờ mình quên nói với các bạn là các bạn hãy chia sẻ live stream này về nhà các bạn đi, để cho mọi người cùng nghe, bạn bè cùng nghe, anh chị em cùng nghe. À, các bạn nào chưa chia sẻ thì bạn chia sẻ đi, mới có 74 người chia sẻ. À, tại sao các bạn không chia sẻ? Các bạn lưu về, các bạn chia sẻ về thì các bạn còn nghe nữa, nghe đi nghe lại thì cái đầu chúng ta nó mới thấm. À, và hồi nãy mình nói rồi, cái tư duy cởi mở, các bạn đang học cái tư duy cởi mở mà. Cởi mở là chúng ta luôn cho mọi người biết, y như là các bạn giao hàng đó, có đầy những bạn inbox cảm ơn mình là em nhờ xem livestream ở trên cái trang của bạn, em nó share về và biết về mình, và bạn đó là bạn rất là thay đổi. Ok, cái điều đó rất là tuyệt vời. À, người thành công luôn cởi mở mà. Bạn thấy không? Bản thân mình cũng cởi mở. Và các bạn thấy không? Các bạn nào đến tham dự lớp 3 tiếng đồng hồ của mình đó, lúc buổi nào mình cũng gì? Mình dành ra mình tặng cho các bạn 20 cuốn sách á. Cứ mỗi thứ năm hàng tuần là mình tặng 20 cuốn.
có bữa hơn 20 cuốn, có bữa 25 cuốn, mà cho trung bình là 20 cuốn đi. Một tháng là mình một tháng là mình tổ chức tới 4 lớp là mình tặng 80 cuốn. Một tháng 80 cuốn, 10 tháng là 800 cuốn. Các bạn thấy chưa? Năm nào mình cũng tặng sách không á, mình tặng không á. Các bạn thấy chưa? Năm nào mình cũng tặng cả ngàn cuốn sách. Các bạn thấy chưa? Rồi mình mở giờ, mình chia sẻ, mình livestream nó vô tư. Vậy thì các bạn chia sẻ cái livestream về mà các bạn còn suy nghĩ nữa thì các bạn thấy chưa? Đó là lý do mà nhiều lúc cái suy nghĩ của chúng ta nó không có cởi mở. Nó là có ai biết về ta đâu. Nó là các bạn hãy chia sẻ cái livestream của mình về. Ô con gái ơi, con gái làm gì đó? Ok, chào bé nè, con Tướng Tướng chào bé nè, con mới đi đâu về đó? Con mới đi chơi đâu về? Con xuống nhà ngoại hả? Con chào cô chú đi. Con nói hôm nay cô chú có khỏe không? Con nói đi. Con nói hôm nay cô chú có khỏe không? Con nói đi. Con. Con chào cô chú đi. Con nói hôm nay cô chú có khỏe không? Con mệt rồi hả? Vậy thì con chào cô chú đi rồi con vô con nghỉ. Con nói chào cô chú, chúc cô chú ngủ ngon. Nói lớn lên, nói lên. Chào cô chú, chúc cô chú ngủ ngon. Sao cái bụng no dữ vậy? Ăn gì mà bụng no dữ vậy? Rồi, con vô con ngủ đi. Con nói chào cô chú, chúc cô chú ngủ ngon nè. Mì gió cô chú đi. Con mới trời ơi cưng quá. Đó. Trời ơi. Bambi quậy đó. Cô chú ơi, Bambi quậy đó. Bambi quậy quá trời đó. Ok chưa? Rồi vô đi để bà live trên tiếp. Rồi bye con. Vừa rồi Bambi mới đi chơi với ngoại về. Và Bambi chào cô chú. Ok chưa? Bambi mới đi chơi với ngoại về đó. Và bây giờ Bambi mới về đó. Và Bambi sẽ chút xíu rồi Bambi đã đăng. Rồi Bambi sẽ đi ngủ. Ok. Chúng ta lại tiếp tục. Nó là các bạn nào chưa chia sẻ lại stream thì các bạn tranh thủ các bạn bấm, các bạn chia sẻ về nhà các bạn đời. Mình thấy mới có 91 lượt chia sẻ. Có rất là nhiều bạn chưa chia sẻ vì sao ạ? Ok. Chào bé Bambi. Ok, chào bạn cậu Lê. Ok, bé mới 5 tuổi. Hết năm nay sang năm thì bé là lớp 6. Bé là lớp 1. Quên. Bé là lớp 1. Bé 6 tuổi. Ok chưa? Bé 6 tuổi. Vâng. Vậy thì các bạn thấy chưa? Chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có tư duy tích cực. Cần phải cởi mở, cần phải chia sẻ. Cần phải biết cho đi. Hiện tại thì mình cũng có một cái quỹ học bổng và mình năm nào mình cũng nuôi 10 bé ở ngoài quê mình á. Mình trao học bổng cho 10 bé. Và mỗi bé thì mỗi năm mình cho các bạn 4 triệu. Phát làm 2 lần. Mỗi lần là 2 triệu, cứ mỗi học kỳ là phát cho 2 triệu, mua 10 bé là mỗi năm là 40 triệu. Mình nuôi mấy năm nay rồi. Mình muốn trả lại quê hương. Mình muốn nhớ ơn lại quê hương của mình. Hồi kia mình ở quê hương mình rất là cực khổ. Quê hương là nơi mà cho ta lớn khôn thành người. Cái nơi cho nhau có rốn của mình. Và mình làm cái việc này cũng đã nhiều năm rồi các bạn ơi. Và 10 bé đó bữa nay thì có bé học lên tới 12 rồi. Mới có một bé vừa 12 xong rồi ra ngoài Nha Trang học rồi. Còn các bé kia thì bổ sung vào bé khác thôi. Và chỉ tìm những đứa mà nó gia đình nó rất là khó khăn mà nó học giỏi. Ở ngay cái quê của mình, làng quê của mình. Các bạn nào đọc quyển sách của mình thì các bạn thấy là Nghĩa Phú Cam Nghĩa Cam Ranh Khánh Hòa đó. Ok chưa? Thì cái đó là một cái cách gì đó để chúng ta trả lại cho đời. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ các bạn bấm các bạn chia sẻ đi. Để gì để cho nhiều người cùng biết nữa, cùng biết giống như chúng ta. Và cuộc sống mỗi người nó ít hơn thì cái cơ duyên nó nằm ở các bạn đó. Người ta sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, và tiếp tục. Và hồi nãy mình nói tới cái số 8, cái số 9 là phải luôn luôn tích cực. Người làm kinh doanh là phải luôn luôn suy nghĩ tích cực. Để chúng ta luôn luôn có sức mạnh. Có sức mạnh để chúng ta phát triển. Tích cực là nó giúp cho chúng ta có năng lượng mà.
nó là chúng ta mới phát triển được. Tích cực để gì ạ? Để cho con gái em 8 tuổi cũng đang cùng xem livestream với em, bé thấy Bambi bé rất thích. Ok, cảm ơn bạn Thái Hà. Hồi nào có dịp thì cho hai đứa nó gặp nhau nhé. Thái Hà nha. Nhớ cho bé học giỏi tiếng Anh nha em. Bambi đang luyện tiếng Anh rất là giỏi, bởi vì các bạn các cháu mà giỏi tiếng Anh đó, sau này các cháu sẽ rất là dễ dàng, giống như cái đời của mình và đời của em, mà chúng ta không thực sự giỏi tiếng Anh, lớn lên chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta lại không như thế nào chúng ta không cảm nghiệm nó tốt. Và mình đã từng đi các nước và mình thấy các đứa trẻ nó lớn lên nó giỏi tiếng Anh thì nó như thế nào nó rất là tuyệt vời, nó bắt nhịp rất là tốt. Ok, chào bạn Hà Cát Đời ơi. Thầy ơi, em cũng đang đam mê kinh doanh, em thất bại một lần. Thất bại một lần thì đơn giản thôi, thất bại là bài học thôi mà, không có gì đâu bạn Hà Cát Đời ơi. Nên là chúng ta cứ làm lại thôi, và em làm lại lần hai thì em tốt hơn nhiều bạn Hà Cát Đời. Ok, thứ 10 là luôn tạo thói quen học tập. Quê hương thứ hai của em là ở Ninh An. Ồ, vậy là bạn cũng ở Nha Trang, Vũng Bình. Chúng ta tiếng Anh bị cản trở nhiều lắm ạ. Đúng rồi. Nó như thế nào? Luôn có thói quen học tập. Bản thân mình là mình luôn học hỏi. Ai chơi mình dở là mình cười ngay. Bởi vì mình thấy rằng là mình vẫn còn dở. Mình không có nghĩ là mình giỏi. Mình luôn học tập. Nhà mình đầy sách. Lúc chiều nay mình rất là vui, có bạn Phan Tấn Đông tặng cho mình hai quyển sách. Bạn nào mà tặng sách mình quý lắm. Và các bạn đã hiểu ý mình, các bạn tặng sách. Bạn Phan Tấn Đông tặng cho mình hai quyển sách. Và mình rất là quý với hai cái quyển sách đó. Và các bạn biết nhà mình sách đầy. Nhà mình chắc giờ cũng khoảng 600 quyển sách rồi. Thà ở nhà có cái thư viện sách còn hơn là ở nhà có cái tủ đựng rượu. Các bạn hình dung chưa? Bởi vì sao? Cái tủ đựng sách có thể là bạn đọc không hết đâu. Mình biết chắc là mình cũng sẽ rất khó để mình đọc hết 600 quyển, mà nó sẽ còn tăng nữa. Một ngày nó tăng lên cả 1000 quyển sách chứ không phải là 500-600 quyển sách. Và mình biết mình sẽ đọc cũng không có hết. Nhưng mà sao? Con chúng ta nó lớn lên, nó thấy sách hay đó, nó đọc. Bạn bè chúng ta tới họ thấy sách hay, họ đọc, cái điều đó là tốt. Chứ không phải là chúng ta trữ cả một cái thùng rượu, cả một cái nhà rượu, rồi vô cái mời bạn bè uống rượu, rồi mua rượu rắn, mua rượu này kia, chúng ta góp phần làm cho cái chất cồn nó vào trong người hơn. Mà chúng ta có cái kiến thức thì nó vẫn cứ tốt hơn nhiều. Nên là chúng ta phải có cái thói quen học tập, duy trì cái thói quen này suốt đời. Đó là cái tính cách và cái thói quen rất là tuyệt vời của những người làm kinh doanh. Và bữa hôm sau mình sẽ chia sẻ bạn một cái chủ đề rất là hay. Các bạn có muốn mình bật mấy cái chủ đề hôm sau mà? Chủ đề hôm sau là 18 điều mà những người chủ thành công làm, tuy nhiên những người thất bại thì họ không có làm. Các bạn ghi cái chủ đề hôm sau đi. 18 điều mà những người kinh doanh thành công họ hay làm, còn những người chủ thất bại thì họ không có làm. Cái live stream hôm nay nè, cái live stream bữa hôm trước, live stream hôm nay nè, live stream hôm trước cộng với live stream ngày mai, ok chưa, là các bạn xem những cái live stream này và các bạn học hỏi theo những cái tư duy này. Mình cam kết. Bạn xem và bạn nhớ và bạn làm, trong 2 năm nữa cuộc sống bạn nó sẽ rất là thay đổi. Nó thay đổi ngay. Hôm nay là mình gửi đến bạn 10 lời khuyên tuyệt vời dành cho những người làm kinh doanh. Về mặt tư duy, nếu mà các bạn mà tư duy kém thì chúng ta không thể phát triển được. Ủa, hồi nãy giờ sao mình không thấy các bạn không comment mình gì hết à? Các bạn thấy hay thì các bạn comment vào. Các bạn thấy hữu ích thì các bạn comment vào. Đúng rồi. 18 điều người làm kinh doanh cần làm. Và bạn nào mà chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn như thế nào các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Dung Bi em đã chia sẻ chưa?
Bạn Quý Quắc, em bạn bạn Quyên Quyên Quắc, em đã chia sẻ chưa? À, bạn Quyên Quắc, em đã chia sẻ cái livestream này về chưa? À, tại sao các bạn chưa chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn? À, ok chưa? Vậy thì 18 điều, bạn Vũ Thế Hóa, em chia sẻ chưa? Em online hơi trễ, em xe về mai xem lại. Đúng rồi. Đúng rồi bạn ta ơi, xem về. Bạn Huỳnh Bảo Duy giờ này mới vào. À, em xe livestream này về đi rồi ngày mai mình nhớ để mình xem. Bạn Duy nhá. À, và như thế nào, và nhớ tối mai giới thiệu bạn bè mình, tất cả mọi người cùng nhau gì, cùng nhau đón xem cái chương trình livestream tối mai 18 điều. Tối mai có thể là một tiếng đồng hồ chia sẻ không hết á. Có thể là chia sẻ không hết á. À, có thể là tách ra làm hai hôm á, chứ một hôm chia sẻ không hết đâu. À, bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ bạn chia sẻ đi, bấm về chia sẻ đi. À, và các bạn nào mua sách của mình, nhớ mua hai cái quyển sách của mình. À, thì sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng về kinh doanh. Trong cái group đó toàn là những người làm kinh doanh, những người đam mê kinh doanh, và cái group đó tuyệt vời, là khắp mọi miền đất nước này, chỉ những người làm kinh doanh thì mới được vào cái group đó. À, chỉ những người có hai cái quyển sách mình mới được vào cái group đó. Chào bạn Đoan Vệ Sinh, lâu quá rồi mới gặp em, hôm nay em lại xem livestream nữa. À, rất là tuyệt vời, lúc này kinh doanh tốt không em? À, vậy thì nói như thế nào? Em tập trung nghe thầy nói từ đầu tới giờ. Bạn Thủy Mỹ Chim, bạn chim Thủy Mỹ ha, bạn chim Thủy Mỹ, đúng rồi. À, và cái thói quen học tập nó sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn phát triển và luôn luôn tuyệt vời. Và hy vọng là tối mai, thực sự là tuần này mình chưa đủ 3 cái live stream. À, tuần này mình chưa đủ. À, đúng ra là tối thứ hai, tối thứ ba có, vâng. À, và tuần này mới là cái buổi đầu tiên. À, tối mai nó là buổi thứ hai. Thứ bảy chủ nhật thì không thể livestream được thì bạn đi học rồi. À, bạn đứng lớp rồi. À, vâng, chào bạn Thùy My Chim. Ok chưa? À, rất là vui làm quen em. À, và nó như thế nào ạ? À, các bạn mua hai cuốn sách thì các bạn sẽ được vào cái group. À, để giao lưu với tất cả các bạn. Và cuối tuần này thì mình có cái lớp nghệ thuật đàm phán. À, trong kinh doanh và đòi nợ dành cho những người đã có doanh nghiệp kinh doanh. À, cuối tuần sau thì mình có lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 143. À, tối thứ năm tới thì mình có cái lớp khởi nghiệp miễn phí dành cho các bạn. À, vâng, bạn Lộc, tối cuối tuần này gặp các bạn. Lộc Nguyễn ơi, cuối tuần này gặp em. À, lớp đàm phán hay cực hay luôn. Em có lớp đàm phán này là về là em đàm phán với khách hàng là tuyệt vời luôn, tuyệt diệu luôn. À, à, ok. À, bạn Đoan phải sẽ là học liên tục, đúng rồi. Em là có thói quen rất là ham học rồi Đoan ơi. Em là thói quen rất là tuyệt vời. Em có thói quen đó rất là tuyệt vời. Và cuối tuần sau nữa thì mình có cái khóa DISC. Giúp cho chúng ta đọc vị người khác, hiểu người khác, và chúng ta thiết kế những cái bài bán hàng theo đúng cái phong cách ngôn ngữ mà người đó được muốn. Ok. Rất là tuyệt vời. Rất là vui. Có một cái buổi chia sẻ tuyệt vời của các bạn tối hôm nay. Bây giờ cũng đã hơn 10 rưỡi rồi. Nên là chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon rất là nhiều. Em là người chiều cho em thất bại rất là nhiều. Ok, nếu mà em thất bại nhiều thì em nên xem những livestream của mình và mua hai quyển sách của mình về đọc thì em sẽ thoát ra được rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream. Bạn Đoan, công việc em đang phát triển tốt, tuyệt vời, Đoan ơi. Bạn nào chưa chia sẻ livestream thì tranh thủ chia sẻ cái livestream, và nhớ là tối mai có thể là chiều mai mà mình rảnh mình đã livestream rồi, tại vì cái livestream tối mai nó quá dài, nó tới 18 điều. Nên có thể là tách ra tới hai cái, tại vì nói một buổi không hết, một tiếng đến tới rưỡi đồng hồ không hết, có thể là nó mất đến 2-3 tiếng. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều, chúc các bạn ngủ ngon, bye bye các bạn.